Cũng trong sáng nay, tân tổng lịch sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng tiếp đoàn. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori cảm ơn sự đón tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Nhật và các tỉnh thành phố miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều địa phương của Nhật Bản tìm hiểu, thiết lập quan hệ ngoại giao với thành phố, qua đó góp phần tăng cường trao đổi hợp tác trên mọi lĩnh vực chúc mừng ông Jakabe Yoshinori được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự nhật bản tại đà nẵng phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hóa trần việt dũng bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình ngài tổng lãnh sự sẽ đạt được nhiều thành công đồng góp vào sự phát triển mô hữu quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp việt nam nhật bản nói chung đà nẵng và các đối tác địa phương giặc nói riêng đồng thời tăng cường thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa để thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân hai nước